Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 116. Mọi người đều ngồi trong đại sảnh của phủ Nam Vương, thẩm tại giá im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa với ánh mắt trống rỗng. Mục Vô Hạ nhiều lần muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không thể hỏi được chủ tử của ngươi sao vậy trong tình thế bất đắc dĩ tiểu vương gia chỉ có thể kéo chạm lô qua một bên và hỏi nhỏ chạm lô im lặng hắn làm sao dám nói với tiểu vương gia rằng chủ tử của mình muốn giết khương đào hoa nếu vậy thì không làm loạn mới là lạ ngươi không nói thì ta cũng đoán được hắn chắc đã làm gì đó quá phận với khương tỷ tỷ mục vô hạ khoanh tay quay lại nhìn thầm tại giá một lần nữa ngươi không cần lo lắng ta sẽ trách cứ chủ tử của ngươi hiện tại hắn đang hối hận, đó là hình phạt tốt nhất cho hắn. Từ khi biết thầm tại giã, hắn chưa bao giờ thấy người này có vẻ mặt như thế, trông rất lạ lẫm. Chỉ tiếc cho Khương Tỷ Tỷ, không biết lần này có thoát được thủ đoạn của thầm tại giã hay không. Chạm lô thở dài, nhìn tiểu vương ra, nói nhỏ, ngài nếu biết hành tung của Khương Thị, hãy mau nói cho chủ tử biết, nhìn hắn như vậy. Nô tài cũng khó xử. Ta thật sự không biết. Mục vô hạ lắc đầu, nhìn hắn gấp gáp như vậy, ta cũng không thể nào lừa hắn. Thủ vệ của phụ tướng quân nghiêm ngặt như vậy, Khương Thị làm sao mà chạy thoát được? Còn có thể thế nào được? Chạm lô cười khổ, chủ tử của mình trước đây ân sủng Khương Thị quá mức, lần này lại tàn nhẫn quá. Cho nàng cơ hội trốn thoát, lại buộc nàng trốn, bây giờ không thấy người, thực sự chỉ có thể trách chủ tử của mình. Đừng rằng co nữa, tự yến quy không chịu nổi, mặc dù hắn cũng không thể chịu nổi, nhưng thấy thẩm tại giã như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy như trời sắp sập, một canh giờ đã qua. Khương thị chắc chắn đã chết, ngươi ở đây trong kinh đô tìm một cái xác không phải đơn giản sao? Ngồi ngốc ở đây làm gì? Đem đi hậu táng đi. Thân thể chấn động, thẩm tại giã ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như 10 cây kiếm nhọn. Người chừng ta cũng vô ích, tự yến quy nói, người quyết định giết nàng, độc là ngươi hạ món ăn là ngươi ban cho hiện tại kết cục như vậy ngươi trách ai ngay từ đầu không dứt khoát đưa nàng ra ngoài phủ không phải tốt hơn sao không phải chờ đến bây giờ mới rõ ràng lộ rõ đau lòng người đau lòng cho ai xem khương đào hoa dù sao cũng sẽ không tha thứ ngươi sống chết đều như nhau từ công tử chạm lô không nhịn được mà đứng trước mặt hắn cao mày ngài đừng nói chuyện với chủ tử như vậy hắn làm được ta còn không thể nói sao, chỉ vào thẩm tại giã, từ yến quy nói, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, ta đã nói bao nhiêu lần đừng đùa khẩu thị tâm phi kia, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hắn không tin, hiện tại thì sao, ngã té ngã, còn muốn dụ dỗ người khác. Hắn bao lớn rồi, mục vô hạ nghe xong khiếp sợ, đi đến bên cạnh thẩm tại giã, nhìn nét mặt của hắn. Thừa tướng là vì cái chết của Khương Tỷ Tỷ mà như vậy sao? Thẩm tại giã cúi mắt xuống, cuối cùng với giọng khàn khàn, điện hạ thư lỗi, hôm nay vi thần tâm trạng không tốt, khó có thể kiểm soát, thất thấu. Ruột gan như bị đốt cháy. Nam vương nghiêng đầu, nói, ta không ngờ Khương tỷ tỷ lại quan trọng như vậy trong lòng ngươi, thật là làm ngươi thất thố khó không chế. Đã như vậy, tại sao ngươi không thể đối xử tốt với nàng một chút? Cá và tay gấu không thể có cả hai, thầm tại giã miến cưỡng cười, nhìn hắn nói, vi thần dù đau khổ, nhưng chưa chắc đã sai. Điện hạ nên nhớ, trong đại sử, nữ nhân là nhỏ bé không đáng kể. Nhỏ bé không đáng kể, mục vô hạ từ từ thưởng thức bốn chữ này, lắc đầu, thừa tướng làm gì cũng đều rất chu đáo, chỉ riêng phương diện nữ nhân, nhất định chịu thiệt thòi lớn. Tình cảm giữa người với người đều là lẫn nhau, mình đối tốt với người khác, người khác mới nguyện ý đối tốt lại hắn coi thường nữ nhân quá nhiều, đương nhiên không có nữ nhân nào để hắn vào lòng. nhưng trong lòng thầm tại dã rõ ràng đã có khương đào hoa, thật đáng thương. đến lúc hiểu ra điều này, hắn cũng đã vĩnh viễn mất nàng. cứng đầu không thừa nhận, chỉ làm tăng thêm nỗi đau của mình mà thôi. vì thần cáo từ trước lấy lại tinh thần, thầm tại dã quay đầu không thấy mục vô hạ, đứng dậy nói: đã cấm đi lại ban đêm vi thần sẽ mau chóng phái người tìm Khương thị, vương gia an giấc. Được, Mục Vô Hạ gật đầu, nhìn hắn vội vã rời đi, lòng không khỏi cũng có chút đau lòng. Khương thị thực sự đã chết như vậy sao? Miếu Thành Hoàng ở kinh đô. Thanh Đài đặt chủ tử của mình lên đống rơm, đỡ bả vai của nàng, vừa khóc vừa giúp nàng thuận khí, ngài hãy phun độc huyết ra trước, nô tỳ đã mang nước, uống thuốc trước đã mặt đào hoa trắng bệch, nghiêng đầu theo lời, ấn vào ngực mình, phun ra một vũng lớn độc huyết. Khó khăn hô hấp một lúc, rồi nhận lấy thuốc từ thanh đài đưa tới, liều mạng nuốt xuống. Đem trên đầu che lại, Khương đào hoa nói với giọng khàn khàn, nghỉ ở đây nửa canh giờ, sau đó chúng ta phải đi. Thanh đài lo lắng đến nghẹn ngào, đi đâu đây, đã cấm đi lại ban đêm, bên ngoài chắc chắn có nhiều người đang tìm chúng ta. Chính vì họ đang tìm, chúng ta không thể ngây ngốc ở đây." Đào Hoa nhắm mắt, dựa vào lòng nàng một hồi lâu, rồi tiếp tục nói, "Tìm một người dân cho họ ít bạc vụn, nhờ họ giúp chúng ta trú ẩn qua đêm." Thẩm Tại Dã dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể nào tìm từng nhà. "Được, vừa nhắc tới cái tên Thẩm Tại Dã, tay Thanh Đài nắm chặt, trong mắt hiện lên hận ý mãnh liệt và nóng bỏng cũng may mà chủ tử của mình từ sớm đã trúng quyên rũ cổ độc, có độc trong bụng, chỉ bị cổ độc thôn tính nên tướng gia không có sinh. Nhưng nàng thật không ngờ tướng gia lại ác độc với chủ tử của mình như vậy. Bình thường khi trúng độc, chủ tử chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, nhưng với độc này, chủ tử ói ra không ít độc huyết, sắc mặt càng ngày càng kém. Nàng rất lo lắng rằng độc này ngay cả quyên rũ cổ độc cũng không thể áp chế đó mới thật sự là hết hy vọng đi thôi nghỉ ngơi nửa canh giờ đào hoa đỡ nàng đứng dậy nhưng đầu óc vẫn quay cuồng suýt chút nữa ngã xuống chủ tử thành đài cắn răng ngài sao rồi nói một tiếng với nô tì được không không sao đào hoa nhếch miệng cười chỉ là cổ độc của triệu quốc có thể chưa quen với độc của đại ngụy đang chào hỏi nhau chưa vội động thủ nên ta có chút khó chịu đợi chúng quen thuộc hai bên hạ đề phòng, cổ độc của triệu quốc chắc chắn có thể nuốt chừng độc của đại ngụy. Đến lúc này rồi mà còn có tâm tư nói đùa, thanh đài lo lắng đến mức khóc, cõng nàng chạy ra ngoài. Ta có nặng lắm không? Đào hoa nhắm mắt lại hỏi. Nô tỳ cõng nổi, giọng thanh đài tràn đầy trầm trọng, ngài kiên trì thêm một chút. Cười khẽ một tiếng, đào hoa nói, người nhà đầu này thật không biết nói chuyện, cái gì gọi là cõng nổi ngươi phải nói chủ tử vô cùng nhẹ, dễ dàng cõng chạy khắp kinh đô, như vậy ta mới yên tâm. Cổ họng đau nhức, thanh đài cõng nàng đứng trên đường, suýt chút nữa không nhịn được mà khóc. Ngươi đừng quá đau lòng, giọng đào hoa càng ngày càng nhỏ, nghĩ mà xem, chủ tử của ngươi tối nay chắc chắn có thể ngủ ngon, còn người ở tướng phủ kia chắc chắn không ngủ được, chúng ta thắng rồi. Thanh đài cắn răng nói, nếu ngài có mệnh hệ gì, nô tỳ dù nói gì cũng sẽ đến tướng phủ lấy thủ cấp của cầu tặc kia. Người sau lưng không có tiếng động, tay rủ xuống trên vai nàng, vô lực đông đưa. Ngài không ngăn cản, nô tỳ coi như ngài đồng ý. Hít sâu một hơi, thanh đài đỏ mắt phải đi gõ cửa một nhà, không nghĩ vì sao chủ tử của mình không nói lời nào, chờ đưa bạc, tìm một phòng để ở, đặt người sau lưng lên giường. Thanh đài mới dám run rẩy kiểm tra hơi thở của nàng hơi thở cuối cùng đã tắt. Đôi môi run rẩy khóc lên, thanh đài như vừa trải qua một trận đại nạn, suýt chút nữa không giữ được tính mạng, tựa vào bên giường của đào hoa, khóc đến tê tâm liệt phế. Phủ thừa tướng, chạm lôi nhìn thầm tại giã vài lần, cuối cùng không nhịn được hỏi nhỏ, ngày mai phải nói với mọi người trong phủ về chuyện của Khương Nương từ như thế nào. Thẩm tại dã dường như đã khôi phục bình thường, thần sắc bình tĩnh, chỉ có khuôn mặt còn chưa có huyết sắc. Nghe vậy liền nói, nói với mọi người rằng Khương Nương từ bệnh cũ tái phát, đã được đưa lên núi chùa miếu để dưỡng bệnh. Hơi ngẩn ra, chạm lô nhíu mày, nhưng, nhưng Khương Nương Tử sẽ không bao giờ trở lại. Hiện tại không cần dẫn đến tranh chấp với triệu quốc vô ích. Thẩm tại giã nói, người cứ làm theo lời ta. Dạ, chạm lô lên tiếng và lui ra. Ngồi ngây ngốc một lát, thẩm tại giã đứng dậy như thường lệ thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Hắn suy nghĩ rõ ràng, chỉ là một nữ nhân thôi, vốn cũng đã muốn giết, hắn từng nghĩ sẽ tha cho nàng, nhưng chính nàng không biết nắm lấy cơ hội, thực sự không thể trách hắn. Mất thì mất, hắn đắm chìm trong chuyện này cũng không thay đổi được gì, thả nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nghênh đón dạ tiệc cùng thái tử. Trên đời có nhiều nữ nhân như vậy, hắn không tin sau này không gặp được người tốt hơn trong lòng từ từ bình tĩnh lại, thầm tại dã nằm lên giường. Nhưng khi mùi thuốc quen thuộc từ gối đầu xông vào hơi thở, thầm tại giã biết rằng đêm nay mình dù thế nào cũng không thể ngủ được. Thật sự là oan nghiệt. Sáng hôm sau, khi chạm lôi nhanh chóng tới giúp hắn thay quần áo, cao mày nói, chủ tử, toàn thành đã lục soát khắp nơi, nhưng không tìm thấy thi thể của Khương Thị. Hơi sững sờ, đôi mắt thầm tại dã đột nhiên sáng lên, không tìm được thi thể. Có thể đã được chôn cất rồi, chạm lô cúi đầu dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng chủ tử, ở ngoại ô có rất nhiều ngôi mộ mới, không nên tìm kiếm. Một người như Thanh Đài mang theo thi thể chắc chắn sẽ bị dân trung báo lên nha môn, nhưng bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, nàng hơn phân nửa đã chôn Khương Thị rồi. Ánh sáng trong mắt dần tắt, thầm tại giá cười khẽ, nha hoàn này thật là ngoan, đến cả quan tài cũng không cho một bộ chạm lô ngừng đầu nhìn hắn một cái. Mà thôi, ngươi bảo người chuẩn bị dạ tiệc ngày mai đi, những chuyện khác không cần quan tâm, không tìm được coi như xong. Phất ống tay áo, chỉnh lại tà áo, thẩm tại giã thong rong bước ra ngoài, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Dạ, thái tử mới lập, đúng là thời điểm lập huy, vừa hay có vụ án đoàn thị và liễu gia đưa tới cửa, mục vô ngân không nói hai lời, trực tiếp phán quyết giết người thì đền mạng. Chương 117 Đoàn Tân Nam không còn nơi nào để cầu cứu, cuối cùng đành phải lặng lẽ tìm đến thẩm tại giã. Xin thừa tướng cứu lấy mạng sống của con gái tôi, đoàn Tân Nam khẩn thiết nói, chỉ cần thừa tướng giúp đỡ lần này, tôi nguyện đi theo làm tùy tùng, không bao giờ có ý chống đối. Thẩm tại giã nhàn nhã nâng chén trà, không thèm nhìn đoàn Tân Nam, ngài nghĩ rằng tôi giúp ngài cứu người, sau này còn phải bảo vệ ngài không bị thái tử ghi hận. Đoàn Tân Nam là người của Du vương, Mục Vô Ngân hiểu rõ điều này, nên lần này quyết đoán tàn nhẫn, không cho ai có cơ hội cầu xin. Ông lão hồ ly này nhận thấy tình thế không ổn, bèn vì con gái mà cầu xin, hy vọng tìm đến thẩm tại giá để tránh phiền toái từ thái tử sau này. "Thưa thừa tướng," Đoàn Tân Nam mím môi nói, "Con gái tôi đã hầu hạ ngài suốt thời gian dài, chẳng lẽ ngài không có chút tình cảm nào với nó sao?" "Tất nhiên là có." Thẩm Tại Giá cười nhẹ, cuối cùng nhìn thẳng vào Đoàn Tân Nam. Vì tình cảm đó, tôi sẽ giúp ngài. Nhưng đổi lại, nếu ngài sẵn lòng giúp tôi đề bạt hai người, tôi sẽ bảo vệ toàn bộ Đoàn Phù. Điều này quá dễ dàng. Nghe điều kiện đơn giản như vậy, Đoàn Tân Nam lập tức đồng ý. Chỉ cần tôi có thể ban chức. Thừa tướng muốn ai, tôi sẽ ban cho người đó. Được. Thẩm Tại Giá đưa ra một tờ giấy ghi tên hai người cho Đoàn Tân Nam. Nếu ngài thực sự có thành ý tôi sẽ cầu tình cho đoàn thị trước quan hệ giữa chúng ta sau này ra sao tùy thuộc vào sự giác mộ của ngài đoàn tân nam là người giỏi mưu tính rất biết thời thế liền quỳ xuống hành lễ với thẩm tại giã nhận giấy rồi lui ra ngoài nhìn đoàn tân nam một lúc thẩm tại giã mở một quyển sách đặt trên bàn vị trí thái bộc và lang trung lệnh đều đã có người của mình đoàn tân nam cũng đã quy phục vị trí thái úy thì cần nghĩ cách thay người đất ruột ao vong trong chiều cửu khanh ban đầu thế lực của cảnh vương và du vương chiếm đa số hiện tại cảnh vương đã trở thành thái tử thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh nhưng kẻ mặc hoàng bào bốn móng kia có lẽ vẫn chưa nhận ra điều này thật là đáng thương mục vô ngân thực sự không nhận ra không chỉ không nhận ra mà còn không kiêng dè khen ngợi thầm tại giã trước mặt thái tử phi và mọi người nếu không có thừa tướng thẩm làm sao ta có thể nhanh chóng nhập chủ đông cung như vậy? Nhìn những người bận rộn truyền đồ đạc và trang trí cung điện, mục phô ngân vui vẻ nói, dù vương đệ âm thầm hành động không ít, chắc chắn đang tìm cách xoay chuyển tình thế. Nhưng không còn cơ hội nữa, chiếc mũ vàng thái tử đã thuộc về ta. Thái tử phi lệ thị cười vốt cằm, chúc mừng điện hạ, thiếp đã chuẩn bị hậu lễ, chọn những thứ thừa tướng và nữ quyến sẽ thích. Người nghĩ thật chu đáo nắm tay nàng mục vô ngân ngẩng đầu nhìn trời đột nhiên cảm thán nếu nàng vẫn còn sống thì tốt biết bao lệ thị sững sờ nhìn thần sắc của mục vô ngân biết rằng hắn lại nghĩ đến người phụ nữ đó có người từng nói với nàng rằng trước đây điện hạ quen một cô gái bình dân rất yêu kiều ngoài cung vì vậy mà đánh cuộc và bị hoàng thượng trách phạt sau đó cô gái đó bị thừa tướng thẩm tự tay giết chết điện hạ dù cảm kích thừa tướng nhưng không thể quên cô gái đó cứ mỗi thời gian trôi qua lại nhắc đến một lần thừa tướng nói rằng khi thành công đại sự mới có thể thưởng thức sắc đẹp mục vô ngân trong ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng giờ đây ta đã thành công cũng khó có thể gặp lại cô gái như vậy lệ thị cúi đầu không nói gì thực sự không để ý dù sao người đó đã chết nàng không đến mức tranh giành tình nhân với một người chết trong một gia đình ở kinh đô Khương Đào Hoa thay bộ y phục mới mua của Thanh Đài, soi gương ngắm nghía. Áo vàng nhạt, áo ngắn màu son, váy dài màu lam. Bộ trang phục này khi ra đường sẽ nhanh chóng chìm vào đám đông, không ai để ý tới. Chủ tử, Thanh Đài lo lắng cầm bình thuốc trong tay, nô tỳ tì đã tìm người trở về triệu quốc báo tin, nếu bệnh phát, ngài nên uống hai viên thuốc, nếu họ không sớm đưa thuốc đến, ngài sẽ. Còn sớm mà, đào hoa khoát tay, ta vừa tỉnh lại đã thấy là may mắn, huống chi còn có thể sống thêm vài tháng. Ngày hôm qua ngủ mê một ngày, nàng nghĩ mình không còn đường sống. Ai ngờ đêm khuya cổ độc phát tác, sau khi uống thuốc, cả người lại không sao. Nhưng độc tố trong cơ thể hòa lẫn, mỗi tháng một lần đau đớn biến thành hai lần. Thuốc đủ cho một năm, giờ chỉ đủ dùng trong nửa năm. Tính toán còn lại, nàng chỉ có thể chịu đựng thêm ba bốn tháng. Đủ rồi ít nhất còn cơ hội cho nàng làm việc. Ngài thật sự không sao chứ? Thanh Đài vẫn lo lắng, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, bây giờ vội vã ra ngoài làm gì? Nếu không ra đêm nay, sau này khó có cơ hội. Trang điểm xong, Đào Hoa đứng dậy nói, thân thể ta không vấn đề gì, nếu người vẫn không yên tâm, hãy theo ta từ xa. Nhưng hôm nay, dù xảy ra chuyện gì, người cũng không được ra cứu ta. Thanh Đài nhíu mày, ngài định làm gì? Đào Hoa cười, mở cửa nói, con đường của Thẩm Tại giá đã không còn thông, chẳng lẽ đến Đại Ngụy một chuyến lại không? Tất nhiên phải tìm con đường khác, trước sau vẫn không hiểu rõ, nhìn chủ tử ra khỏi cửa, Thanh Đài chỉ có thể lặng lẽ theo sau. Khương Đào Hoa đi dọc đường mà không để ý, lúc thì va phải xe bò, dính đầy bùn cỏ, lúc thì va phải tiểu nhị bưng thức ăn, rơi vãi nước canh dầu mỡ bộ y phục mới mua trở nên bẩn thỉu và rách nát chỉ trong chốc lát nàng cúi đầu không nói trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày trời đã tối nhà nhà đều đã thắp đèn đào hoa một mình lảng vàng trên quan đảo gần phủ thừa tướng yên tĩnh chờ đợi đoàn xe thái tử hồi công nhanh chóng từ đằng xa tiến đến nàng nghe thấy tiếng liền chọn một vị trí tốt giữa đường rồi nằm xuống như một thi thể xuệt hộ vệ mở đường thấy có vật cản phía trước lập tức ghim ngựa, yêu cầu mọi người phía sau dừng lại, sau đó tiến lên kiểm tra. Chuyện gì xảy ra, mục vô ngân đã uống nửa say, đang hứng khởi, thấy xe dừng, không kìm được vén rèm nhìn ra ngoài. Thưa điện hạ, con nữ tử ngã giữa đường, xe ngựa không dễ đi qua. Hộ vệ vội vàng báo cáo, ngài muốn xử lý thế nào? Mục vô ngân cười lớn, nhướng mày nói trong cơn say, xem nàng có xinh đẹp không? Nếu không, chúng ta cứ nghiền qua, mọi người đều sững sờ, đào hoa nghe thấy, nghĩ thầm may mắn cha mẹ sinh nàng xinh đẹp, nếu theo lời hắn nói, không đẹp thì không sống nổi. Dù biết là nói đùa, nhưng hộ vệ vẫn đàng hoàng báo cáo, cô gái này rất xinh đẹp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 118, ngài là ai? Xinh đẹp ư, mục vô ngân hào hứng tiến tới, đem lại đây ta xem thử nào. Lệ thị thở dài bất đắc dĩ, điện hạ, đó là người, không phải là món ăn. Ngài uống say rồi, hãy trở về nghỉ ngơi sớm đi. Người này ngất ở đây, hãy để hộ vệ đưa đến nhà thuốc dân gian là được. Khi nàng nói chuyện, hộ vệ đã ôm khương đào hoa lên. Mục vô ngân nhìn thấy, người này toàn thân vô cùng bẩn thỉu, nhưng khuôn mặt lại đặc biệt sạch sẽ, nhìn thế nào lại thấy quen mắt. Điện hạ, lệ thị lại định khuyên. Nhưng mục vô ngân liền đưa tay ra hiệu nàng im lặng, rồi dụi mắt, nhìn kỹ cô gái kia. Người đâu, mang đèn lại đây. Hộ vệ sững sờ, ngẩng đầu nhìn thái tử với vẻ nghiêm túc, rồi vội vàng dơ đèn đến. Trong ánh sáng mờ ảo, Khương Đào Hoa ngủ rất an tường. Mục vô ngân ngẩn ngơ nhìn nàng, cảm giác như đang trong mơ, lại mơ thấy cô gái này. Chỉ là lần này khác, ngũ quan của nàng cuối cùng rõ ràng đưa tay chạm vào, cũng không biến mất. Là ngươi, lẩm bẩm một tiếng, mục vô ngân cảm giác say lập tức tỉnh táo, liền ngắt nhau mình. Xác định không phải mơ, lập tức ôm đào hoa lên xe. Điện hạ, lệ thị sợ hãi, nhìn thấy thân nữ tử kia vô cùng bẩn thỉu vô thức kêu lên một tiếng. Đất bẩn dính đầy, người trong ngực nhíu mày, như sắp tỉnh dậy. Mục vô ngân hít một hơi, nhíu mày nhìn lệ thị, ngươi kêu cái gì? Tiếp tục đi, ngươi ra xe ngựa phía sau mùi. Trợn mắt há hốc mồm, lệ thị không biết xảy ra chuyện gì, thấy hắn tức giận, chỉ có thể nâng váy xuống xe. Đến phía sau mồi cùng cơ thiếp, dè dặt đặt đào hoa vào trong xe ngựa, mục vô ngân thấp giọng ra lệnh bên ngoài, mau trở về, thỉnh ngựa y đến. Vâng, xe ngựa một lần nữa lên đường, hướng hoàng cung mà đi. Đào Hoa đoán chắc Mục Vô Ngân sẽ cứu mình, dù không vì lý do gì, cũng nên tò mò nàng chết thế nào mà sống lại, nên nàng nhất định sẽ được hắn mang về. Nhưng nàng không nghĩ Mục Vô Ngân lại chấp niệm với mình sâu như vậy, suốt đường không để ý nàng bần thỉu, liên tục ôm nàng chặt, miệng không ngừng nói, ta uống say, nhưng chắc chắn không nhận sai, chính là ngươi, nhất định là ngươi. Giọng nói rè rặt, còn mang theo chút run rẩy, nghe được khiến nàng bất ngờ và không hiểu sao cảm thấy áy náy. Hóa ra khi không dùng mỹ thuật, mục vô ngân cũng thích nàng như vậy sao? Điều này làm nàng ngượng ngùng, nếu là người xa lạ không có tình cảm, nàng lừa gạt dễ dàng. Nhưng với người ngốc tử này, nàng có chút không đành lòng. Xe ngựa đã vào hoàng cung, mục vô ngân không cho nàng cơ hội trốn thoát, thỉnh ngự y đến trần đoán, để cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo, trang điểm cuối cùng mặc chỉnh tề nằm trên giường của hắn. Vị cô nương này hình như trúng độc kỳ lạ, ngự y bắt mạch cho nàng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, vì thần làm nghề y nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy loại mạch tượng này. Độc tính sâu, nhưng như bị vật gì đè nặng, một khi vật đó không còn, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Mục vô ngân bị dọa đến tái mặt, liền vội hỏi, có biện pháp nào giải độc được không? Ngự y trần trừ một lát, chắp tay nói, vi thần không dám chắc, chỉ có thể lấy máu của vị cô nương này về nghiên cứu, thái tử chớ nên sốt ruột. Còn muốn lấy máu, mục vô ngân ngồi bên giường, cao mày nói, nàng trông rất tiều tụy, người lấy máu cũng lấy ít thôi. Ngạc nhiên ngừng đầu nhìn hắn, ngự y vội vàng đáp ứng, châm một mũi ở ngón tay đào hoa, lấy một ít máu. Dặn dò ngự y xong, lại để cung nữ đi nấu thuốc bổ, mục vô ngân hoàn toàn không giống thái tử loay hoay một lúc sau mới trở lại bên cạnh đào hoa đau lòng nói mỗi lần gặp ngươi ngươi đều như sắp chết sao không chịu nổi nữa đào hoa nhíu mày mở mắt nhìn hắn nói đa tạ thái tử ngươi đã tỉnh mục vô ngân vui mừng rồi sững sờ ngươi tỉnh sớm đừng sợ đây là đông cung không ai dám bắt nạt ngươi trống thân mồi dậy đào hoa mím môi dân nữ không nên ở đây đa tạ thái tử ân cứu mạng chờ trời sáng xin hãy đưa dân nữ rời đi lời này là thật lòng nàng có chút lương chi người ta đối xử tốt như vậy không thể ở lại đây lừa hắn ngươi đừng mục vô ngân vội vàng nói trên người ngươi có độc kỳ lạ ta đang nhờ người giúp ngươi giải độc ngươi đi sẽ chết dân nữ từ sáng sớm đã là người đáng chết đào hoa cười được thái tử cứu giúp nhiều lần không có gì để báo đáp không thể ở lại đây để thái tử bị người chỉ trích mục vô ngân nhíu mày hiện không ai dám chỉ trích ta ta cũng không sợ người chỉ trích trời đất khó khăn mới cho ta cơ hội gặp lại ngươi ta nói gì cũng không buông ngươi ra khóe miệng co rút khương đào hoa không nhịn được hỏi người nhìn dân nữ có gì không biết mục vô ngân thành thật nói nếu biết ta chưa chắc thích ngươi đến vậy đào hoa sững sờ nhìn đôi mắt nóng bỏng kia trong lúc nhất thời không biết nói gì người này tính tình thẳng thắn khi động tình cảm thì không để ý gì cũng không trách thẩm tại dã coi hắn như bàn đạp đã vậy đào hoa mím môi dân nữ sẽ làm cung nữ cho thái tử dân nữ cũng hiểu quy củ sẽ cẩn thận hầu hạ để báo đáp ân cứu mạng của thái tử mục vô ngân kinh ngạc nhìn nàng rồi cúi đầu nhìn mình người biết ta là ai không đào hoa gật đầu ngài là thái tử biết ta là thái tử biết ta luôn nhớ mãi về ngươi ngươi lại chỉ hỏi ta muốn cung nữ danh tiếng mục vô ngân không thể hiểu chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc làm trắc phi của ta sao khương đào hoa nghiêng đầu suy nghĩ một lát nàng đột nhiên nhếch miệng cười thái tử nếu thật sự để mắt dân nữ dân nữ cũng nguyện ý thật chứ mục vô ngân vui mừng đưa tay cầm tay nàng nếu ngươi đồng ý ta lập tức phong ngươi là. "Ồ, đúng rồi, ngươi tên gì?" Đào Hoa mím môi, cúi mắt nói, "Dân nữ gia cảnh nghèo khó, cha mẹ không biết chữ, không tên không họ, người khác chỉ gọi là người vô danh." Không thể trách nàng vu oan cha mẹ, thật sự là nhất thời tình thế cấp, bách không nghĩ ra cái tên tốt. Mục Vô Ngân nghe, càng thêm thương cảm, thấp giọng nói, "Vậy ta sẽ gọi ngươi là Mộng Nhi được không?" đào hoa ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thật sự muốn từ chối. Cái tên quỷ gì, còn không bằng nàng tự nghĩ ra một cái, nghe không làm nàng nổi da gà. Nhưng người ta là ân nhân cứu mạng, nàng không thể làm mất mặt người ta, chỉ có thể run rẩy đáp ứng, đa tạ thái tử ban tên. Người không cần kích động như vậy, bóp vai nàng đang run, mục vô ngân đau lòng nói, từ nay ngươi là chắc phi của ta ở Đông Cung, có ta che chở, ai cũng đừng mong chạm vào ngươi. Vâng, lệnh phong phi vừa ban ra, đông cung xôn xao, lệ thị cầu kiến, nhưng mục vô ngân đã đoán được nàng muốn nói gì, liền đóng cửa không gặp. Sao lại hoang đường như vậy? Lệ thị tức giận đến khóc, từ bên ngoài tùy tiện nhặt người về liền phong phi, là cái gì chứ? Nương nương, cung nữ nhỏ giọng nói, thái tử ra lệnh, không ai dám trái, ngài nên đi tìm thừa tướng, chỉ có thẩm thừa tướng mới có thể khuyên điện hạ. Đúng vậy, lệ thị gật đầu, ngày hôm sau chờ bọn họ hạ chiều, liền mang người đến gặp thẩm thừa tướng. Tướng ra, thẩm tại giá hình như bị bệnh, rộng thùng thình quan phục càng lộ vẻ hắn gầy gò, che miệng ho hai tiếng rồi hỏi, thái tử phi có gì phân phó? Lệ thị khách sáo hai câu, tướng ra thế nào rồi? Trông bệnh khá nặng, không sao, thẩm tại giá cười nhẹ, đại khái là bị phong hàn. Khương đào hoa thật sự rất lợi hại, không có người, ánh sáng lưu lại một gối đầu, cũng đủ để hắn hàng đêm khó ngủ, tâm sức lao lực quá độ. Trận bệnh này hơn phân nửa là nàng trả thù, cũng không biết có phải là cùng con thỏ trên hoàng tuyền nhảy, một bên nhảy vừa mắng hắn. Nghĩ tới dáng vẻ tức giận của nàng, ngực hắn lại đau nhức, rất lâu mới dịu đi. Lệ thị bị dáng vẻ của hắn dọa, sợ hắn đột nhiên ngã xuống liền nhanh chóng nói hôm qua thái tử từ ngoài cung mang về một nữ tử lại còn phong phi ngay lập tức chuyện này nếu truyền đến tai thánh thượng tất nhiên sẽ làm thánh thượng bất mãn với hành vi qua loa của thái tử ta không khuyên được thái tử khẩn cầu thừa tướng ra tay đưa thái tử trở lại chính đạo từ ngoài cung mang về nữ tử thẩm tại giã mím môi thấp giọng nói hắn sợ là vẫn còn chưa quên được người trước kia nhìn thấy người giống liền sùng ái người nói khương đào hoa đã chết sao vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều người như vậy lệ thị không nghe rõ hắn nói gì chỉ thử gọi thưa tướng thái tử phi yên tâm thẩm tại giã nói ta sẽ đi tìm thái tử trò chuyện một chút vậy thì mời thừa tướng trực tiếp đến đông cung lệ thị mím môi cũng xin thừa tướng giữ bí mật cho ta đừng báo cho thái tử là ta nói thẩm mỗ hiểu Thái tử phi đi, thầm tại giá đứng lại một lát, rồi xoay người đi hướng Đông cung. Không rõ nguyên nhân, hắn cảm thấy thiên địa đều đặc biệt trống trải, dù là thành cung nổi lên bốn phía, cũng thấy tịch mịch. Hạ thiên đã đến, thời tiết dần trở nên nóng bức, nhưng hắn dù mặc quan phục dày, trên trán cũng không có chút mồ hôi. Cảm giác mát này như từ trong lòng tỏa ra, không sao ấm lên được. Bước vào cửa chính Đông cung, hắn thoáng chốc như nghe thấy tiếng cười của Khương Đào Hoa. ngẩng đầu nhìn, Đào Hoa như thường ngày, mặc váy hồng phấn, thiêu hoa, vui vẻ hướng hắn chạy tới. Lại xuất hiện ảo giác sao? Thẩm tại giã rủ mắt cười, nhưng vẫn vô thức đưa tay về phía nàng, muốn nàng ôm mình. Nhưng, người trước mặt đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong veo đánh giá hắn một hồi lâu, nghiêng đầu xinh đẹp hỏi. Ngài là ai? Chương 119, trong cơn mơ hồ, làm sao có thể nói lời. Thẩm tại giã ngẩn người, trong lòng thoáng mờ mịt, nhưng ngay sau đó, mục vô ngân từ phía sau lao tới, nhanh chóng ôm chặt nữ tử trước mặt vào lòng. Cảnh giác nhìn thẩm tại giã và nói, thừa tướng sao lại đến lúc này. Quần áo bay phấp phới, khương đào hoa như thường ngày bị hắn ôm, dịu dàng rúc vào lòng mục vô ngân, đôi mắt mờ mịt và vô tội nhìn hắn. Thẩm tại giã cảm thấy lòng chấn động, bước lên hai bước, cuối cùng hiểu ra đây không phải là mơ, ngực thoáng chốc co thắt. Sao ngươi vẫn còn sống? Đào hoa bị hắn quát sợ hãi rụt lại, nắm lấy vạt áo mục vô ngân, nhỏ giọng nói, điện hạ, chẳng phải hắn là người đã cho ta uống độc dược lần trước sao? Hắn lại muốn giết ta, đừng sợ, mục vô ngân bảo vệ nàng sau lưng, nhíu mày nhìn thầm tại giã nói, thừa tướng sao cứ nhằm vào nữ tử. Đại sự đã xong, nàng đã là chắc phi của ta. Chắc phi, sắc mặt tái nhợt, thầm tại giã ngạc nhiên nhìn Khương Đào Hoa, thấy rõ trong mắt nàng có gì đó lạnh lẽo, bỗng nhiên tỉnh táo. Khá lắm Khương Đào Hoa, thông minh thật đấy Khương Đào Hoa. Nàng chắc chắn đã dở trò, thực ra không hề bị trúng đâu. Sau khi chạy khỏi phủ tướng, liền nhanh chóng liên kết với thái tử để tránh bị hắn truy sát. Khá thật, thật sự là giỏi, thật bẩm công hắn đã ngốc nghếch tin rằng nàng đã chết, sống trong đau khổ dày vò nỗi đau trước đây giờ chuyển thành cơn giận thẩm tại giã giận không kìm được đưa tay chộp lấy khương đào hoa thừa tướng mục vô ngân kinh hãi hắn không phải là đối thủ của thẩm tại giã các hộ vệ bên cạnh cũng không dám tiến lên dù hắn cố gắng bảo vệ người phía sau vẫn rơi vào tay thừa tướng trong mắt thẩm tại giã có sóng to gió lớn gầm thét dữ dội mang theo sát khí nhưng trong mắt Khương Đào Hoa là sự bình tĩnh, mang theo nét vô tội và khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, "Ngài đang giận gì vậy? Ta chỉ là một nữ nhân, được thái tử sủng ái, cũng không đến mức khiến thừa tướng tức giận như vậy." "Ngươi là nữ nhân ác độc." Thẩm Tại giã bóp cổ nàng, ép nàng vào tường, tay hắn run rẩy, giọng đầy hận thù, "Tại sao phải làm như vậy?" Không sợ hãi chút nào, Đào Hoa nhìn qua thái tử và hộ vệ đang kinh ngạc thấp giọng nói, nói đến hai chữ ác độc, ta không bằng một phần vạn của tướng gia. Lần này ta không phải vì trả thù, chỉ vì thái tử đối xử tốt với ta, ôn nhu và săn sóc, ở bên hắn, ta cảm thấy yên tâm. Khương đào hoa, thầm tại giã xiết chặt tay, người muốn ép ta tự tay giết ngươi. Hồ hấp ngày càng khó khăn, đào hoa liếc nhìn hắn. Cười một cách đẹp đẽ, đây không phải lần đầu, ngài muốn giết sao thì cứ giết đi ngực đau nhói, thẩm tại giã xiết tay mạnh hơn, rất muốn bóp chết nàng ngay lập tức. Thế gian sao lại có nữ nhân xảo quyệt như vậy, sao lại có nữ nhân ác độc như vậy, sao lại có nữ nhân lợi hại như vậy, nàng không nên sống sót, từ mọi góc độ mà xem cũng không nên sống sót. Nhưng khi nhìn thấy nàng xanh mặt, hắn vô thức buông lỏng tay. Ngài còn nhớ ngài đã nói gì không? Thở hồn hển, đào hoa nhếch môi, không động đậy để ta giết lời đó còn tính không miệng hỏi nhưng tay đào hoa không do dự rút cây châm nhọn xuống dùng sức đâm vào ngực hắn thẩm tại giã chấn động khẽ nghiêng người cây châm xuyên qua áo đâm vào vai hắn phía sau mục vô ngân hít một hơi lạnh vô ý thức quay đầu đuổi người xung quanh bảo vệ bốn phía không cho ai đến gần rồi mới tiến tới hai người nói chuyện với người chẳng ích gì đau đớn lan khắp cơ thể thầm tại giã mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, người rõ ràng đã nói sẽ quên ta, sẽ không tìm ta báo thù. Ngài cũng đâu giữ lời, rút cây châm ra, đào hoa cười quyến rũ, chúng ta ai cũng không thể trách ai, chỉ là hai trái tim ác độc không có kết cục tốt. Tướng ra không bằng dơ cao đánh khẽ, cây châm này thực ra không cần đâm, vô ích, nhưng khi nàng kịp phản ứng, cây châm đã dính móng. Cuối cùng, bản thân nàng không phải không hận hắn hận ý này vẫn rất sâu thừa tướng mục vô ngân đến đỡ thẩm tại giã qua trách cứ nhìn đào hoa dễ nói chuyện sao lại động tay đà thương người đào hoa mím môi thấp giọng nói là hắn trước muốn bóp chết ta thẩm tại giã nhìn nàng lạnh lùng nói ngươi là nữ tử hung ác không thích hợp ở lại đông cung nếu thái tử muốn giữ thẩm mỗ chỉ có thể bẩm báo hoàng thượng nói nàng hành thích trọng thần triều đình tội danh này đủ để đẩy nàng lên đoạn đầu đài mục vô ngân lắc đầu ngài cần gì so đo với nữ tử hãy để ngự y xử lý vết thương trước vô ngân khó được thật lòng thích một người mong thừa tướng thành toàn thật lòng thích thẩm tại giã cười chỉ khương đào hoa và nói điện hạ có muốn hỏi một chút nàng có thật lòng thích ngài không đào hoa dừng lại cúi mắt do dự nghe mục vô ngân nói nàng đã từng gả người chưa chắc yêu ta nhiều nhưng ta thật sự thích nàng nguyện chờ nàng từ từ mở lòng với ta sắc mặt trở nên khó coi thầm tại giã nhìn hắn điện hạ điên rồi sao nhị gả nữ nhân làm bảo bối cũng được nhưng ngay cả nàng chưa chắc thật lòng với ngài ngài cũng không để ý ngày còn dài sao có thể vội nhất thời mục vô ngân cười ta và nàng mới ở bên nhau bao lâu nàng chưa cảm nhận được lòng thật của ta sao có thể vội thật lòng với ta đào hoa ngạc nhiên nhìn mục vô ngân thoáng chốc cảm thấy cảm động trên đời này vẫn còn người ngốc như vậy sao sắc mặt thầm tại giác càng thêm âm u giận quá hóa cười thầm mẫu muốn xem điện hạ lý do này có thể đứng vững trước bệ hạ không thưa tướng thấy hắn quay người muốn đi mục vô ngân vội ngăn cản ngài bình thường không nóng này như vậy lời còn chưa nói hết sao lại vội đi cáo trạng phù hoàng bước chân dừng lại, thầm tại giã ngạc nhiên, nhận ra lời nói của hắn mới phát hiện mình đầy khí giận, tâm tình không che giấu bộc lộ. Thật là điên, thẩm mẫu gần đây có chút bệnh, tâm tình khó khống chế. Thu lại thần sắc, thầm tại giã khôi phục bình thường, thái tử lập dân nữ làm chắc phi không thích hợp, huống chi cô gái này không phải người lương thiện. Nếu ngài nghe thẩm mẫu thẩm mẫu sẽ không đi nói chuyện với bệ hạ. Khẽ thở phào, mục vô ngân đỡ hắn hướng chủ điện, ánh mắt ra hiệu đào hoa theo sau. Ngài nên xem trước vết thương đi. Ngự y đến, thảo hoa đứng bên cạnh úp mặt vào tường hối lỗi, nghe họ nói thương thế nghiêm trọng, nàng yên lòng. Không giết được hắn, nhưng làm hắn nếm mùi đau đớn cũng tốt. Băng bó xong, thẩm tại giã đầu óc trở lại bình thường, nhìn lướt qua nữ nhân trong góc, lạnh lùng nói, thái tử không muốn bỏ nàng, thẩm mộ bất lực. Thái tử đã đạt mong muốn, chắc không cần thầm mỗ giúp đỡ nữa. Lui đi. Thừa tướng sao lại nói vậy? Mục vô ngân vội nói, bản cung có được hôm nay đều nhờ công lao của tướng ra. Nếu công thành rồi bỏ người từng giúp, sau này còn ai muốn theo bản cung? Cô gái này chỉ là dân gian nữ tử, bản cung không làm gì khác người, chỉ giữ nàng trong đông cung. Bản cung bảo đảm với thừa tướng, sẽ không trầm mê nữ sắc. Trầm mê nữ sắc? vừa nghĩ tới sự quyến rũ của Khương Đào Hoa, thầm tại giã hiếp mắt, thái tử. Đã sủng hạnh nàng này chưa? Không, mục vô ngân nhìn Đào Hoa, thấp giọng nói, nàng thân thể không tốt, còn phải dưỡng thêm một thời gian. Ngực khẽ buông lỏng, thầm tại giã mím môi, nếu chưa sủng hạnh, cần gì phong nàng làm chắc phi? Làm cung nữ là đủ. Nhưng mà, mục vô ngân nhíu mày, mộng nhi như vậy nữ tử, chỉ làm cung nữ không phải rất bớt ức sao? Điện hạ thấy chưa đủ sao? Thẩm tại giã nói, đợi nàng được sủng hạnh rồi, ngài phong phi không muộn. Hiện thời danh không chính, ngôn không thuận, ngài cũng nên lo lắng cảm xúc người khác. Thấy cũng có lý, mục vô ngân gật đầu, lập tức dẫn đào hoa theo. Không phải ta muốn phụ ngươi, hắn thấp giọng nói, thừa tướng nói đúng, chờ ngươi khỏe mạnh, cùng ta viên phòng xong, ta sẽ phong ngươi làm phi. Được, đào hoa cười dịu dàng, nhìn mục vô ngân, chỉ cần điện hạ trong lòng có ta, danh phận gì đó ta không để ý. Thẩm tại giã cười mà trong lòng không cười, nhìn người trước mặt, đột nhiên nói, nếu điện hạ chịu nhượng bộ, thẩm mẫu sẽ không còn muốn giết nữ tử này, nhưng nàng cần học một số quy củ, nếu điện hạ không ngại, có thể để thẩm mẫu mang nàng đi nửa ngày để dạy dỗ. Nghe lời này, Đào Hoa lạnh người, lập tức lắc đầu, ta không đi. Mục Vô Ngân cũng khó xử, nhìn thầm Tại Dã, dù thừa tướng giữ lời, nhưng nàng hiện là người của Đông cung, ngài mang đi tùy tiện không ổn. Muốn dạy quy củ, không bằng đưa nàng đến cơ quan quản lý âm nhạc. Cũng được, Thẩm Tại Dã gật đầu, đứng dậy nói, Thẩm mẫu muốn xuất cung, sẽ tiện đưa nàng đi. Sau này, Thẩm mẫu sẽ đưa phu nhân vào cung chào thái tử và thái tử phi được đến nước này mục vô ngân không thể ngăn cản chỉ có thể trấn an đào hoa trong cung thừa tướng không dám động thủ lần nữa ngươi cứ đi trước sau ta sẽ đón ngươi dẫy rủa cũng vô ích đào hoa đành gật đầu bất đắc dĩ theo thầm tại giã ra ngoài vừa rời khỏi đông cung thầm tại giã toàn thân lạnh lẽo lạnh đến nỗi đào hoa hát hơi a à đế quay đầu lạnh lùng nhìn nàng thầm tại giã không nói một lời lập tức đi tiếp Khương Đào Hoa biết hắn rất giận, hận không thể băm mình thành khối vụn ném cho chó ăn. Nhưng nàng thích xem hắn tức giận mà không làm gì được, lại không thể giết nàng, thật làm nàng sang khoái. Đường càng đi càng lệch, hình như vòng vào con đường mòn nào đó trong ngự hoa viên. Khương Đào Hoa cảnh giác dừng bước, nhìn người trước mặt, người không cần bắt nạt ta không biết đường, đây là hướng đi cơ quan quản lý âm nhạc sao. Thẩm tại giã không để ý nàng, đầy khí lạnh, kéo nàng đi tiếp. Ngự hoa viên của đại ngụy hoàng cung rất lớn, hòn non bộ chẳng chịt, ao nước quanh co, cây cỏ rậm rạp. Đào hoa chưa kịp xem phương hướng, đã bị thầm tại giã khiêng lên, ném vào một chỗ trong động giả sơn. Người muốn làm gì, sợ đến mồ hôi lạnh toát ra, đào hoa toàn thân dựng lông, đề phòng nhìn hắn nói, mục vô ngân biết ngươi mang ta đi, nếu ta chết, chắc chắn là tại ngươi, đừng làm loạn đôi mắt đen thẳm liếc nhìn nàng, khóe miệng thầm tại giã mang theo nụ cười trào phúng, đưa tay ép nàng lên thạch bích, cúi đầu cắn môi nàng. A, à, đau đến kêu lên, đào hoa vô thức dãy rủa, lớp lăng la tơ lụa trên người nhanh chóng bị hắn xé rách, da thịt trắng nõn lộ ra, ánh lên trong sơn động tối tăm. Dừng tay lại, sao nào, hơi thở ấm áp bên tai nàng, giọng thầm tại giã không có chút tình cảm, ta chưa cho ngươi hưu thư. Ngươi là nữ nhân của ta, sao dám bảo ta dừng tay? Thân thể không nhịn được run lên, Đào Hoa trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không ngờ hắn lại cầm thú như vậy. Không phải hận đến muốn bóp chết nàng sao, sao lại đột một muốn nàng? Bộ xiêm y này là hắn đưa cho ngươi, hắn kéo váy nàng ra, móc chân nàng quanh hông mình, ánh mắt u tối, lại cắn tay nàng, cái này cũng là hắn đưa cho ngươi. Toàn thân nổi da gà, Đào Hoa nhíu mày định nói gì đó, lại cảm giác hắn kéo dây đỏ trên cổ mình. Cái này, cũng là hắn đưa cho ngươi, treo lùng lẳng trên bụng nàng, thầm tại giã đưa tay kéo, đào hoa vội đè tay hắn lại, dù toàn thân ta đều là thái tử cho, vậy thì sao? Vậy thì sao? Cười lạnh một tiếng, thầm tại giã giận không kềm được, cúi đầu hôn nàng dữ dội, như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ, toàn thân đầy hơi thở táo bạo. Trong lúc dây dưa, quần áo rơi hết, hắn lại cưỡng bức nàng ngay dưới ánh sáng ban ngày, trong ngự hoa viên của Hoàng Cung. Hít một hơi lạnh, đào hoa bị hắn trà đạp đau đớn, nhịn không được chửi nhỏ, ngươi là xúc sinh. Xúc sinh cũng tốt hơn người phóng đãng thẩm tại giá cười nhẹ, ngươi là nữ nhân lang tâm cầu phế, nhanh chóng nhảy vào lòng người khác, còn dám cự tuyệt ta. Nói ta chưa từng coi ngươi là hồi sự, trong lòng ngươi, chắc cũng chưa bao giờ thật lòng với ta. Khương Đào Hoa cắn răng, đưa tay bóp chặt hắn, từng chữ từng câu nói, đúng, chúng ta ai cũng chưa từng thật lòng với ai, nên bây giờ cũng như giao phối với súc sinh không khác gì. Nghe những lời này là nói gì? Thẩm tại giã cười lạnh, không muốn thương yêu nàng nữa, cắn mạnh lên cổ nàng, hung giữ đẩy nàng vào tường. chương 120 Lưng của đào hoa bị ép vào tường đá lạnh như băng, làm nàng đau đớn. Đào hoa cố gắng dẫy rủa nhưng thẩm tại giã không quan tâm, đè chặt tay nàng, cúi đầu cắn đứt sợi dây thừng trên yếm của nàng. Bằng, khi sợi dây thừng bị kéo đứt, một vật rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong treo. Có lẽ đã vỡ nát, thẩm tại giã không để ý, chỉ là một vật treo lùng lẳng. Hắn không bận tâm đến những thứ đó, chỉ muốn thấy vẻ đau khổ trên mặt người phụ nữ này để lòng mình thoải mái hơn. Đào hoa thoáng động, nhìn xuống đất rồi thở phào nhẹ nhõm từ bỏ dãy rùa, mắt lạnh nhìn hắn như nhìn một người xa lạ. Sao rồi, trước đây hầu hạ ta rất vui vẻ mà, thẩm tại giã chê diễu, bây giờ có chỗ dựa cao rồi, liền xem thường ta sao? Đúng vậy, đào hoa gật đầu, bây giờ ta nhìn ngươi thế nào cũng không vừa mắt. Thật vô tình, thẩm tại giã nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, ngươi đã từng nói muốn mãi mãi bên nhau, bây giờ lại quên nhanh như vậy. Cười nhẹ một tiếng, Đào Hoa Liếc nhìn hắn nói, ngài mới là người mau quên, ta đã nói thiên trường địa cửu, nhưng sớm đã kết thúc bằng bốn chữ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hiện tại ngài chỉ là một người có quyền thế xa lạ đối với ta, còn không bằng thái tử Ôn Nhu săn sóc. Khương Đào Hoa, sắc mặt thầm tại dã trầm xuống, hắn đưa tay bóp cổ nàng, tốt nhất là ngươi đừng chọc giận ta. Ồ, Đào Hoa gật đầu, trong mắt không có chút tình cảm, vậy ngài làm nhanh đi chút nữa thái tử còn muốn gặp ta. Thẩm tại giã bóp chặt cổ nàng, cười lạnh, cúi đầu hung hăng mốt và cắn lên cổ nàng, để lại những dấu hồng rời rạc từ cổ xuống ngực. Đúng là một kẻ ngây thơ, Khương Đào Hoa yên lặng nhìn hắn, lần đầu tiên nhận ra thẩm tại giã cũng có lúc ngây thơ như vậy. Những hành động này đối với hắn vô ích, hắn đang đánh cuộc điều gì? Đến trưa, thẩm tại giã cuối cùng thả nàng ra, chỉnh lại y phục của mình, nhìn đào hoa nói ngươi là loại phụ nữ sớm muộn cũng bị dìm lồng heo tốt nhất đừng quá đáng đào hoa từ từ mặc lại từng món công trang khẽ cười nói ngài đã nói dìm lồng heo là chuyện sớm hay muộn vậy ta còn phải kiêng dè gì nữa thẩm tại giã nhíu mày nhìn nàng không chút lưu luyến bước ra ngoài tâm trạng càng thêm bực bội khi bước đi hắn giẫm phải thứ gì đó cúi đầu nhìn thấy một đoạn dây đỏ và một miếng ngọc vỡ hình như là của Khương Đào Hoa vừa mới treo. Lúc trước còn không cho hắn xem, bây giờ ném đi, hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mà, tại sao vật này lại trông quen mắt như vậy? Cúi xuống xem kỹ, đồng từ thầm tại giá co lại đây chính là miếng ngọc bội hắn đã tặng Khương Đào Hoa. Trên đó còn khắc chữ thầm, hiện giờ bị ném thành hai nửa, nằm bẹp trong bùn. Nàng thật sự mang theo cái này, tâm trí vừa động, thầm tại giã nhặt miếng ngọc vỡ lên, Đứng dậy và đuổi theo. Trên con đường trống vắng trong cung, Khương Đào Hoa đã không rõ đi hướng nào. Hắn đuổi theo một lúc, bóp chặt miếng ngọc bội có chút mờ mịt. Vừa rồi, có phải hắn đã tự tay làm vỡ đi chút tình cảm cuối cùng này? Lệ thị liên tục chờ tin tức của Thẩm Tại Dã trong cung, nhưng sau một lần đại náo ở Đông cung, nàng không rời đi mà chỉ xuống làm cung nữ, vẫn theo mục vô ngân. Thật sự ủy khuất cho ngươi. Mục Vô Ngân nói với vẻ áy náy, "Ta vốn muốn cho ngươi những ngày tháng tốt lành." Đào Hoa cười nhẹ, cúi mắt nói, "Không ủy khuất gì, như vậy đã rất tốt rồi. Điện hạ còn phá lệ lưu dân nữ trong cung, chắc chắn sẽ khiến hoàng thượng bất mãn. Hoàng đế không phải là người ghét nhất các hoàng tử không thể kiểm soát sao? Mục Vô Ngân đã gặp nhiều rắc rối vì nàng, lần này lại vì nữ nhân không tuân thủ cung quy, chắc chắn hoàng đế sẽ trách phạt hắn." không sao mục vô ngân nhìn nàng nói ngươi ở bên cạnh ta ta mới có động lực làm việc tiếp những ý kiến khác ngươi không cần để tâm cảm ơn thái tử đào hoa gật đầu tự do đi lại trong thư phòng của hắn tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi mục vô ngân không ngăn cản nàng ánh mắt đầy sủng ái để nàng tự do lật xem sách trên kệ khương đào hoa cảm nhận được hắn không phòng bị mình liền giả vờ không biết chữ cầm một quyển sổ sách hỏi hắn từng chữ. Hỏi hết, nàng đã xem xong cả quyển sổ. Thẩm tại giã trở về phủ, gọi chạm lô đến và nghiêm túc hỏi. Người chắc chắn hôm đó trong mỗi món ăn đều có độc. Chạm lô gật đầu, nô tài tự tay hạ độc. Các món ăn ở tranh xuân các đều có người giám sát, không ai động vào. Sao lại thế này? Không có chuyện gì xảy ra, Khương Đào Hoa lại ăn những món đó, tại sao nàng vẫn sống? Thẩm tại giã không hiểu, gọi từ yến quy đến hỏi nàng còn sống từ yến quy trợn mắt ngạc nhiên nói chắc chắn là yêu quái liếc nhìn hắn thẩm tại giã không nhịn được nói người có thể nói gì thực tế hơn không cái này không có cách giải thích khác từ yến quy nói giải dược cho loại độc đó chỉ có người có nàng không thể lấy được không có giải dược nàng chắc chắn phải chết người nói xem tại sao nàng còn sống chắc chắn là chết không cam lòng hóa thành yêu quái trở về báo thù. Mím môi, thầm tại dã nhìn tay mình, nàng ấm áp, không phải yêu quái, là người sống sờ sờ. Nhìn vẻ mặt hắn, cũng biết hai người này lại xảy ra chuyện gì, nhưng không hiểu vì sao, vừa nghe Khương Đào Hoa còn sống, tâm trạng của hắn lại tốt lên. Ai đang ở bên cạnh thái tử, ngồi nhàn nhã bên cạnh, Từ Yến quy nói, nàng ta rõ ràng muốn cản trở kế hoạch của ngươi quyết không để ngươi thành công. Thẩm tại giã cuối cùng muốn nâng đỡ Nam Vương lên ngôi. hiện tại Thái tử chỉ là bước đêm. Nhưng nếu Khương Đào Hoa giúp đỡ Thái tử, tình thế sẽ không còn thuận lợi như thẩm tại giã nghĩ. Không cần ngươi nói ta cũng biết, hạ mắt xuống, thẩm tại giã nói, ngươi nghĩ nên xử lý nàng ta thế nào? Ta cảm thấy, ho nhẹ hai tiếng, tự yến quy nói, tự ngươi quyết định đi, dù sao đã giết người nhà họ quách một lần, hậu quả ngươi cũng đã thấy, hiện tại trời lại cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi sẽ làm sao? Thẩm tại giá cười nhạt, ngước mắt nhìn hắn nói, ta vẫn nghĩ giết nàng là cách dễ nhất. Vậy ngươi cứ làm đi, tự yến quỳ nhún vai, nhưng trước hết hãy để ta gặp nàng một lần cuối, rồi hãy hành động. Thẩm tại dã không nói gì, quay đầu nhìn lơ đãng vào góc phòng. Tự yến quy lặng lẽ bước ra ngoài, tìm ngựa rồi chạy về hướng hoàng cung. Tuy nhiên, có người đã đến Đông Cung trước hắn. Vô hạ, đã lâu không thấy ngươi đến chỗ Hoàng Huynh. Mục vô ngân vui vẻ nhìn mục vô hạ nói, gần đây ngươi học gì vậy? Nam vương mím môi, quét mắt khắp phòng, nói nhỏ, học với thầy dạy nho, nghe nói Hoàng Huynh đã đón một cô gái thường dân vào cung, ta tò mò nên đến xem thử. Mặt căng thẳng, mục vô ngân nhíu mày, sao tin tức lại lan nhanh như vậy? Thời gian chưa lâu, không chỉ thừa tướng biết, mà ngay cả Nam Vương cũng biết. Ta cũng nghe công nhân nói, Nam Vương nói, Hoàng Huynh nay là thái tử, mọi động thái đều bị dõi theo. cúi đầu suy nghĩ, Mục Vô Ngân đứng dậy, nhìn Mục Vô Hạ nói, ngươi ngồi đây một lát, ta sẽ trở lại. Tuy nói thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhưng ở đông cung này e là có người thổi gió. Không cảnh cáo, lần tới người đến có thể là phụ hoàng được mục vô hạ gật đầu nhìn hắn rời đi vội vã liền ngồi trong chủ điện uống trà yên tĩnh cung nữ đến rót thêm nước mục vô hạ không chú ý nhưng khi đến gần người thấy mùi thơm trên người cung nữ tiểu vương gia lập tức ngẩng đầu nhìn nàng vương gia thật nhạy bén khương đào hoa khẽ mỉm cười giọng nhẹ nhàng đã lâu không gặp nhẹ hít một hơi mục vô hạ nhìn lướt qua thấy các công nhân khác đều đứng xa mới thấp giọng nói khương tỷ tỷ thừa tướng rất lo cho ngươi lo lắng cho ta đào hoa cười lắc đầu vương gia không cần lo chuyện khác hãy giúp ta gửi một vạn hoàng kim của thẩm tại giá ở chỗ ngài đến triệu quốc mục vô hạ hơi sững sờ nhớ lại chuyện này thẩm tại giã đã nói mình và khương thị có đánh cuộc nếu mình có ý định giết người hoàng kim sẽ thuộc về khương thị khương tỷ tỷ cũng thật thông minh dù sao đã cùng chung sống lâu như vậy nàng không tức giận xem ra đã đoán trước hắn sẽ đến liền đưa tờ giấy đã chuẩn bị sẵn vào tay hắn quán thông tiền trang tên và người gửi tiết kiệm đều ghi trên đây nhờ vương ra giúp đào hoa cười cúi chào hắn nam vương gật đầu cất kỹ tờ giấy nhỏ giọng nói ngươi thực sự không định trở về tướng phủ sao nói thẳng hoàng huynh không phải phu quân Mục Vô Ngân tuy không tham lam như vậy, nhưng lòng dạ độc ác, thảo gian nhân mạng, trong lòng không có dân chúng. Người như vậy làm đế, sẽ thực thi chính sách tàn bạo, làm dân chúng lầm than. Hắn không thể lên môi, Khương Tỷ tỷ đi theo hắn, chẳng phải là đi vào con đường chết. Ta hiểu trong lòng, Đào Hoa cười với hắn, đưa cho hắn một tờ giấy khác, "Vương gia xem thử, nếu đồng ý thì báo cho ta biết." "Vật gì đây?" Nam Vương tò mò vừa nhận và chuẩn bị mở, thì thấy mục vô ngân trở lại. Thái tử, đào hoa làm bộ như vừa đổ hết nước, mục vô hạ cũng nhanh chóng cất đổ đi. Người đến rồi, mục vô ngân u sầu giữa lông mày, khi thấy đào hoa vẫn cười, đây là nam vương gia, có thể hành lễ được không? Đào hoa cười, lại hành lễ, nô tỳ bái kiến nam vương gia. Miễn lễ, nam vương mím môi nói, hoàng huynh thích người như vậy, tất nhiên không phải nữ tử bình thường nhưng ta còn có bài học chưa làm xong không muốn làm trễ vậy ngươi nhanh đi học đi mục vô ngân khoát tay có thời gian lại đến chỗ hoàng huynh phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn